My name is Nancy Bui. Today is April 7, 2018. I am in Dallas, Texas. I'm going to interview Father Nguyen Van Hung. He came from Taiwan, and this is a part of the Vietnamese American Heritage Foundation Oral History. Thưa cha, thưa linh mục, xin linh mục cho biết tên, ngày năm sinh và quê quán. Tôi tên là Phêrô Nguyễn Văn Hùng. Tôi sinh ngày 21 tháng 11 năm 1958 tại Bình Tuy, miền Nam của Việt Nam. Thưa là linh mục hiện đang sinh sống tại đâu và cái công việc nhiệm vụ hàng ngày của linh mục là gì ạ? Hiện nay đó thì tôi đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Và nhiệm vụ của tôi, chính của tôi là làm việc truyền giáo trong hội dòng thánh Columban. Và công việc hiện tại của tôi đó là liên quan đến truyền giáo đó, thì tôi là trông xem một trông coi một giáo xứ tên là giáo xứ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở thành phố Bát Đức. Và trong trong giáo xứ tôi có thành lập một văn phòng, văn phòng tên là văn phòng trợ giúp công nhân cô dâu Việt Nam tại Đài Loan. Thì công việc của văn phòng đó là giúp đỡ cho các công nhân lao động và các cô dâu người Việt Nam, là những người họ đến Đài Loan qua chương trình xuất khẩu lao động của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Còn các cô dâu đó thì thông thường đó là đến từ miền Nam Việt Nam, họ qua môi giới hoặc là môi giới của bạn bè bà con, hoặc là môi giới họ tìm, họ biết được trên báo chí, thì qua những cái môi giới như vậy thì họ đã đến Đài Loan và lấy chồng Đài Loan. Và những người này là những người bị cả hai đối tượng là người lao động và người cô dâu, là những người bị khi mà họ đến tìm đến văn phòng của tôi thì cái nhiệm vụ của tôi đó là giúp cho họ để họ đạt được cái quyền lợi của họ, có nghĩa là được bảo vệ khi mà họ bị bóc lột, bị ngược đãi, bị bạo lực gia đình, hoặc là những cái vấn đề gì liên quan đến vi phạm nhân quyền ở tại Đài Loan. Dạ vâng. Thưa linh mục, có những kỷ niệm nào về gia đình khi mà còn trẻ mà linh mục có với gia đình không? Khi tôi còn trẻ đó thì kỷ niệm mà tôi có đó là vào những buổi tối bố tôi đi làm về, rồi ông bắt cổng nằm ở trước nhà hoặc là ở trong nhà hoặc ngoài vườn, rồi con cái quây quần bên ông bố, rồi thì ông bố kể lại những cái câu chuyện mà thời xưa khi ông bố còn trẻ ở tại miền Bắc, trước khi mà theo đoàn người di cư trốn chạy vào miền Nam. Hoặc là những cảnh mà những lúc mà khi mà còn nhỏ thì cha mẹ phải đi làm xa mà tôi là cái người con thứ hai trong gia đình, thành sự đó là còn những ngày mưa bão thì tôi phải ra chăm sóc cho các em, trong khi đó thì mình cũng còn tuổi rất là nhỏ, và thành sự đó là những cái lúc như vậy thì rất là cần đến cái sự bảo bọc cũng như là cái sự hiện diện của những người lớn, nhưng mà lại không có thì phải cố gắng để mà vượt qua nó. Là thưa linh mục, thì linh mục có nói đến gia đình tại quê nhà, chắc là cái nơi linh mục sinh trưởng và lớn lên, thì có những cái kỷ niệm đặc biệt nào với cái vùng đất quê hương đó của linh mục không? Vâng, tôi sinh ra và lớn lên tại một xứ đạo tên là xứ đạo Bình An. Đó là cái vùng vùng thôn quê thuộc thuộc làm rẫy, làm nông. Rồi cái kỷ niệm của tôi đó là đi vào rừng, rồi đi bắt dế, đi lau cây để bắt tổ chim, rồi thì hoặc là đi về đi vào những cái ngày mà có đến mùa khoai, mùa ngô, thì bạn bè
rủ nhau đi đi hái, đi đào về rồi thì tụm năm tụm ba lại rồi nướng khoai, đục ngô, ăn chung với nhau. Thế đó là kỷ niệm của tôi khi tôi còn ở trên cái gọi là xứ Bình An. Nhưng mà sau đó thì gia đình đi xuống vùng biển, thì cái kỷ niệm của tôi đó là đi đi tắm biển ở ở Bình Tuy. Đó có một bãi biển gọi là bãi biển Đồi Dương. Tôi rất thích đi 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 dọc bãi biển và đi thích đi một mình, đi dọc bãi biển chỉ phải 4-5 cây số nhưng mà tôi thích đi như vậy. Thì đó cũng là một số cái kỷ niệm khi tôi còn bé về quê hương nhỏ bé ở cái vùng của tôi. Thưa cha, cái làng của cha gọi có tên là Bình An, có nghĩa là peaceful, là an bình. Thì những cái năm đó là lớn lên, sinh ra lớn lên 50 mấy cho tới 60 mấy đó, thì Linh Mục thấy là cái khung cảnh của cái xã hội của cái lúc bây giờ ở cái quê hương của cha, của Linh Mục lớn lên, nó có bình an không, hay là chiến tranh nó đã tới chưa, nó có cái gì ảnh hưởng tới không? Tôi còn nhớ rất rõ là năm 1963, khi mà bỗng nhiên thấy máy bay bay rất nhiều trên bầu trời, khi mà tôi thấy trên máy bay, trên bầu trời rất nhiều máy bay, thỉnh thoảng xe lính chạy lên chạy xuống ở trước con đường của nhà tôi, thì tôi hỏi bố tôi, thì bố tôi có nói là ông Diệm, là tổng thống Ngô Đình Diệm, bị ám sát. Cái lúc đó là cái lúc mà tôi thấy nó có một số những cái sự khác thường trong cái việc mà di chuyển lính. Chứ bình thường ra đó thì thỉnh thoảng ở cái vùng Bình An của tôi đó, thì cũng có những người cũng nghe nói lính đi trận rồi về rồi chết. Cái thời đó đã có như vậy rồi. Thành nhân thì đó là cái chữ Bình An ở cái làng của tôi, nó là cái tên ám chỉ cho cái sự bình an. Nhưng mà thực ra thì cái thời đó đã có những cái chiến sự ở trong cái vùng, trong cái làng của này. Muốn hỏi Linh Mục nhắc đến cái năm 1963 là năm đảo chánh ông tổng thống Ngô Đình Diệm. Ở cái tuổi thơ đó, cái tuổi nhỏ đó, thì Linh Mục có thấy có nhận xét được gì về cái sự coi như là đón nhận, hay là có cái phản ứng như thế nào của người dân và đặc biệt trong gia đình của Linh Mục đối với cái tin ông tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ và bị giết không? Lúc đó thì tôi còn quá nhỏ, tôi không có nhiều, tôi chưa có sự phán đoán và sự suy nghĩ nhiều về cái việc đó. Tuy nhiên tôi nhớ hình như là có một lần tôi cũng được đi tham dự một cái chuyện, thêm một tham dự vào trong đám đông, khi mà có phái đoàn của tổng thống Ngô Đình Diệm về Bình Tuy thăm, thì cái hình ảnh của tổng thống Ngô Đình Diệm đó đối với tôi lúc còn bé đó là hình ảnh của một người là gần gũi. Tại vì khi tôi nghe được bố tôi nói về con người của ông tổng thống Ngô Đình Diệm là người rất là gần gũi với đồng bào của ông, thì thực ra tôi rất có thiện cảm với tổng thống Ngô Đình Diệm khi tôi còn bé. Còn ngoài ra những cái chuyện nó xảy ra trong cái thời gian đó như thế nào thì tôi lúc đó còn quá nhỏ để có những cái phán đoán hay những cái suy nghĩ về cái việc như vậy. Cảm ơn Linh Mục. Thế Linh Mục thì Linh Mục đã theo học những trường lớp nào? Khi tôi còn bé thì tôi đi học trường tiểu học ở thôn làng của Bình An. Rồi sau đó thì tôi đi cả gia đình di chuyển xuống thị trấn La Di, thì tôi đi học trường trung học La Di. La Di tỉnh nào? Tỉnh Bình Tuy, là của đây là trường công giáo ở trong
ở trong trong cái trong trong thị trấn là gì, hồi trước là xã là gì đấy. Rồi sau đó thì năm 1900 tôi học ở đó cho đến năm 1975 thì miền Nam bị cưỡng chiếm, thì tôi phải di chuyển lên trường trung học Bình Tuy ở trên tỉnh để đi học, từ đó lớp 10 cho đến lớp 12. Rồi sau đó thì bởi vì cha mẹ tôi là người đi vượt biên từ miền Bắc và miền Nam, và là tôi gia đình tôi là người Công giáo và bố tôi cũng đã từng làm việc cho sở Mỹ, cho nên là thi vô đại học không có được đầu, thì sau đó tôi đi về nhà làm nông làm biển rồi đi vượt biên, rồi sau đó thì tôi đến được Úc, và sau đó tôi qua Úc thì tôi đi tiếp tục tôi đi học trường đại học Sydney College of Divinity. Rồi cách đây vào năm 2010 thì tôi có đi học thêm về tâm lý ở trường New South Wales Institute of Psychiatry. Thì đó là những trường tôi đã học trong suốt một lần. Thưa Linh Mục, thì có cái câu hỏi có tính cách cá nhân là lý do làm Linh Mục chọn cái cuộc đời đi tu làm cha ạ? Khi tôi còn bé thì tôi thích đọc sách, nhưng mà tôi thích đọc những cuốn sách, những câu chuyện về hạnh các thánh. Cho nên đó là khi tôi đọc sách và đọc truyện nhiều như vậy thì tôi thích về thánh Francisco khó khăn. Và tôi còn từ khi mà còn bé thì tôi đã rất là ngưỡng mộ ông và muốn trở nên một người noi gương theo cái gương của ông. Thành thực ra tôi ước ao là khi tôi lớn lên tôi đi tu và tôi được thành một tu sĩ của dòng Francisco khó khăn. Cái đó cộng với những cái hình ảnh rất là đẹp của các chúng sinh trong giáo xứ Bình Tân, trong những tháng hè thì các thầy đi học các trong cái dịp nghỉ hè thì họ về lại giáo xứ và họ mặc những cái chiếc áo trùng thâm, rồi họ tham gia vào những sinh hoạt của giáo xứ. Thì cái đó nó làm cho tôi hình ảnh rất là đẹp, thì cho tôi cảm thấy thích thú với lại đời sống tu truyền. Rồi cộng với lại những gì tôi thấy trong xã hội, trong làng của tôi, trong cái xóm nhỏ bé của tôi như vậy mà thỉnh thoảng là cứ đám tang, rồi những người đi lính đi trận rồi tử trận rồi mang về, rồi vợ thì có thai, rồi con cái nheo nhóc, rồi ngồi kế bên quan tài rồi khóc than. Tôi thấy những cái hình ảnh khổ đau và cực nhọc của những người phụ nữ Việt Nam vào những ngày trưa hè phải gồng gánh rau khoai rồi con cái đi ngoài đường nắng chang chang như vậy. Thì tôi đặt câu hỏi cho tôi là con người ta sinh ra chỉ có chừng này thôi sao? Tôi có những suy nghĩ như vậy rất là sớm trong cuộc đời của tôi. Rồi cộng những hình ảnh tốt đẹp của các thầy, các cha, rồi cái gương sống của thánh Francisco khó khăn cộng với những cái vấn đề của xã hội, thì tôi nói là không, tôi không có muốn sinh bệnh lão tử, mà tôi muốn là làm chủ cuộc đời của tôi nó có ý nghĩa, là tôi muốn phục vụ. Và vì vậy cho nên tôi cứ giữ trong cái ước mơ của mình là một ngày nào đó tôi được Chúa chọn đi tu rồi làm linh mục để mà đi phục vụ. Cảm ơn Linh Mục. Thì câu hỏi cái đây là chắc nó cũng có liên hệ đến cái câu hỏi và trả lời vừa rồi đó, thì cái cuộc chiến tranh Việt Nam đó thì nó đã ảnh hưởng cuộc đời của Linh Mục ra sao, đặc biệt là vấn đề tu hành, bởi lúc đó là cái tuổi của Linh Mục cũng là đang đi học và chuyển sang vấn đề tu, thì nó có chiến tranh, cuộc chiến tranh đã ảnh hưởng như thế nào? Tôi nghĩ cuộc chiến tranh Việt Nam với tôi nó ảnh hưởng rất nhiều. Nó ảnh hưởng về cái sự an định, về cái sự ổn định trong cuộc sống của gia đình.
Tôi nhớ là năm 1968 là lúc đó gia đình tôi đã từ chuyển từ thị trấn Lai Chi để đi vào trong Sài Gòn. Tôi nhớ là gia đình tôi ở Cổ Kinh. Thì năm 1960 trong khoảng thời gian tôi ở Cổ Kinh đó thì tôi đã chính mắt tôi đã chứng kiến những cái tàn phá của chiến tranh mà nó đến từ bên phía Cộng sản Việt Nam. Lúc chúng tôi là miền Bắc á. Thì cái cầu đang còn là cái nơi phương tiện cho người ta đi qua lại giữa hai bên này phía Cầu Kinh và bên kia sông. Thì không hiểu lý do gì mà nó lại đặt mìn cho nổ để rồi cái cầu nó sập xuống. Mà cầu đang đi thế này, nó đi thế này, nó sập xuống thế này. Thì lúc đó chính mắt tôi cũng thấy xác người trôi sông. Thì một cái đứa trẻ, một cái người rất là còn trẻ như vậy, thấy những hình ảnh như vậy thì nó tạo ra những cái chấn động về tâm lý trong người mình thôi. Rồi sau đó cái sự yên bình của đời sống của người dân nó bị xáo trộn, là bởi vì Cầu Kinh là cái nơi đất mới đối với lại cái vùng Gò Vấp Sài Gòn. Thì ở trong những cái vùng xa xôi hẻo lánh đó, chắc có thể có những cái hoạt động của họ thì người ta bắt đầu thăng cứ họ cứ đứng đó họ cứ bắn vào trong những cái mục tiêu và tiếng trực thăng tiếng súng là tôi còn bé để nghe hàng ngày. Rồi năm 1968 cái Tết Mậu Thân đó thì cả gia đình của tôi đi về quê thăm ngoại. Thì quê ở đâu? Quê Bình Tuy, lúc đó là ở Bình Tuy thăm quê ngoại. Là quê ngoại tôi là ở cái ở Bầu Giòi, có nghĩa là trên Bình An. Thì bây giờ thì cái vùng đó là khá nổi tiếng, là bởi vì nó có Hàm Tân á, tức là cái nơi có cái trại giam, cái tù giam cầm những người lính của miền Nam. Thế thì khi mà tôi về quê ngoại xong đó thì Tết là có cái trận Mậu Thân. Bố tôi với em tôi đó thì vẫn chưa về, đang ở trong Sài Gòn. Thì khi mà cái trận Mậu Thân nó xảy ra đó thì lo lắng, cả nhà lo lắng cho cái việc của bố tôi, em tôi. Rồi sau khi Mậu Thân đó thì cả nhà lại trở về Sài Gòn. Và ngay lúc đó thì cái việc mà đánh nhau đó nó vẫn còn tiếp tục xảy ra. Thì tối là cứ phải chung xuống gầm hờ giường hoặc là xuống hầm, rồi tối là cứ nghe tiếng súng nổ, rồi hỏa châu, rồi máy bay trực thăng cứ bay trên trời, bầu trời về. Đây thì nó tạo ra, đối với tôi đó thì nó tạo ra rất là, nó tạo ra một cái chấn động tâm lý, cái trauma, là cái sự không có an toàn đối với trong cái cuộc sống của tôi. Đó là nói về cái tuổi thơ khi mà có những cái cảm nhận về chiến tranh trong thời khi tôi còn bé. Thưa Linh Mục, thì đó là nói về thời chiến tranh, nhưng mà sau khi chiến tranh là hòa bình đến thì cuộc sống của Linh Mục và những người xung quanh, người thân của Linh Mục ra sao? Ý muốn nói là cái cuộc sống trước và sau năm 75 nó có khác nhau như thế nào đến Linh Mục? Sau 1975 đó thì hồi trước một mình bố tôi đi làm, nuôi cả nhà, 7 người con. Sau năm 1975 đó, thì cái đó nó không còn nữa. Và cả nhà của tôi ai có thể làm ra tiền để mà góp sức vào trong việc trong đời sống gia đình thì phải đi. Nhưng bản thân tôi cũng thế. Xin lỗi Linh Mục, cha của Linh Mục trước đây mà làm gì để mà nuôi được cả gia đình, cái nghề nghiệp của mình? Bố tôi làm ý nghề đi lái tàu cho Mỹ. RMK Beijing, ông ấy là cái người lái tàu cho hàng Mỹ.
Cho nên là cái đời sống, cái đời sống mà tôi cảm nhận được đó là cả cả nhà là ai cũng phải lo vấn đề sinh tồn này. Ngay bản thân tôi lúc đó tôi nhớ học lớp 10, mẹ tôi bảo thôi con đừng có đi học nữa, nhà đi làm. Mà tôi rất thích học, thì mẹ tôi nói con rất là muốn học, thì mẹ tôi nói đi học mẹ không có tiền, không có tiền cho đi xe, được tiền ăn, được tiền sách vở, tiền quần áo. Thì tôi nói với mẹ tôi là không có lo nữa, tôi tự lo được hết. Tôi nghĩ lúc đó tôi khoảng chừng 16 tuổi. Thì mẹ tôi hỏi tôi lấy gì mà lo, thì nói thì cố gắng vậy. Thành ra cái thời gian từ lớp 10 cho đến lớp 12 tôi đi học á, là đi bộ. Sáng dậy là cứ bụng đói rồi đi đến trường. Ở xa? Khoảng 5-6 cây số. Rồi sau đó học xong rồi thì bụng đói đi về nhà. Kiếm cái gì, có cái gì ăn thì mình ăn. Rồi phụ với gia đình làm nghề nông. Rồi mẹ thì buôn bán, chạy vậy. Thì phải nói cái đời sống sau một năm 1975 với gia đình của tôi đó, thì nói chung những người chung quanh đó, thì phải nói là rất là cực. Đó là cái đời sống. Cái điều thứ hai là cái bệnh tâm lý. Tôi không hiểu tại sao mà cứ phải đi họp hành liên miên. Rồi sau đó cái trường lớp tôi cũng vậy. Ở trong lớp đó, học đó, thì học sinh là phải thường xuyên phê bình kiểm điểm. Mà cái đó cả đời tôi trước kia trước đó chưa xảy ra. Là cái tuổi thơ, cái tuổi thơ đẹp nhất cuộc đời là học hành rồi đi vui chơi, nó tự nhiên nó biến thành một cái gánh nặng, là mình phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, rồi những người chung quanh tạo ra một cái bất ổn về tâm lý rất là nặng. Rồi thì ở trong lớp học sinh là phải được giao cho cái trách nhiệm là phải để ý thầy giáo cô giáo, rồi phải phê bình cho thầy giáo cô giáo. Và khi lúc đó tôi cảm thấy là rất là khó chịu. Và những cái gì mà mẹ tôi nói với tôi về Việt Minh đấy, trước khi bà trốn vào trong Nam đó, thì bà nói là tụi nó ác lắm con, ác, nó không có thương người đâu. Thì tôi nghe xong tôi cũng không có tin, tại vì mình chưa bao giờ đụng chạm mà. Đến năm 1900, sau năm 1975 thì cái đó nó mới từ từ nó hiện lên trong cái tâm tư của tôi. Và thế là tôi bắt đầu tôi cảm thấy khó chịu, và tôi đã cùng với bạn bè trong lớp trình chia sẻ nói cái điều khó chịu đó. Thì trong lớp nó có một số người nó cũng khó chịu như tôi, thì bắt đầu anh em rủ nhau đi ngồi nói chuyện chung với nhau, rồi nói về những cái ước mong của mình làm sao cho nó thay đổi cái cảnh đó. Thì đã có những lần chúng tôi vô rừng. Tôi và con đó tôi đến vô rừng đi kiếm mấy cái ông mà gọi là mấy ông tàn quân đó, để nói chuyện với mấy ông. Tôi đã từng đi với bạn bè đi vô những cái khu rừng như vậy tìm, mặc dù không thấy ai cả. Thành thực ra đó là về cái sự khác biệt đó, là cái điều đó lần thứ hai. Điều thứ ba đó là từ trước đến giờ tôi chưa có nghe đến cái chuyện vượt biên, nhưng mà sau năm 1975 đó, thì cái việc đó nó quá thông thường, tại vì mình tuy là cái fan là mình tuy Hàm Tân là nó có cái biển dọc cái đó, có con bờ biển Phan Thiết nó xuống tới mình tuy đến cái Hàm Tân, thì đó là cái nơi lý tưởng để người ta đi vượt biên. Thì cho thành thực ra có một lần tôi đang đi học như vậy, đi học về thôi, đi bộ về thì tôi bị công an chặn đủ chỗ trên con đường đi và bị bắt về đồn. Mà tôi nghĩ là cái việc chúng tôi bị bắt nữa, bị bắt nhốt, bắt nhốt giam vào trong cái đồn như vậy cả gần một ngày trời.
thì tôi rất là khó chịu. Đối với tôi thì còn bé đó, tôi rất quan trọng cái vấn đề công bằng. Tôi rất coi trọng cái chuyện công bằng. Thành thử ra đó là khi mà cái chuyện nó xảy ra như vậy, tức là làm tăng thêm trong tôi cái ước ao của một cái con người muốn sống một cuộc đời mà trong đó nó có cái sự công bằng. Thì có một lần ở trên đường tôi đang còn đi nhà thờ, tôi thấy công an nó rượt theo một cái người thanh niên, và sau đó nó đẩy cái người thanh niên ngã xuống đường, rồi cái mặt của người thanh niên đó nó áp xuống mặt đường, nó lấy chân băng giày của nó đè lên cái mặt của người ta như thế này, đè xuống mặt đường như thế này, mà từng cùng khẩu súng đè lên cái cổ người ta, làm tôi ớn lại. Thì tôi hỏi là chuyện gì mà ông này cũng đi vượt biên. Tôi hỏi vượt biên đang vượt biên thì tội gì mà phải đối xử với người ta như là còn hơn là kẻ thù như thế. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư đó là cái niềm tin đó, nó không còn hiện diện ngay trong đời sống gia đình. Nói cái gì cũng phải cần nhìn qua, nhìn trước, nhìn sau, chọn lựa cái người để nói. Ngay cả cái chuyện như tôi đi vượt biên cũng vậy. Anh em tôi không ai biết đấy, chỉ có bạn tôi biết thôi, có chuyện bạn tôi biết thôi. Tại vì không biết là mình nói ra rồi cái chuyện nó đi đâu. Tại vì cái ở trong trường học ngay lúc đó chúng tôi đã được bắt buộc, chúng tôi đã được yêu cầu là phải báo cáo lại cho thầy cô chủ nhiệm hoặc là cái người gọi là đoàn ở trong lớp về bất cứ cái chuyện gì xảy ra trong gia đình cũng như trong cuộc sống. Nó thành thực ra đó là phải nói là sau năm 1975 cái đời sống bị xáo trộn, kinh tế cho đến tâm lý bị xáo trộn. Còn vấn đề xã hội thì tôi thấy đó là cũng bị xáo trộn, tại vì có một số người mà trước năm 1975 mà trong cái làng, cái xóm của tôi, là cái xóm là gọi là cái xóm chịu chơi. Tại vì còn trước năm 1975 nó khá phức tạp, có xì ke, có ma túy, có cờ bạc. Sau năm 1975 thì có một số những cái người trước đi làm trong công sở của chính quyền miền Nam thì thỉnh thoảng tối nghe tiếng chó sủa, sáng ngày không thấy người đâu hết. Thành thật ra về xã hội thì nó là một cái xã hội bất an sau năm 1975. Nói chung lại đó thì đời sống của cá nhân tôi đã bị xáo trộn sau năm 1975. Thưa Linh Mục, thì Linh Mục cũng đã nói khá nhiều và có lẽ cũng là một phần vì sao mà Linh Mục quyết định rời bỏ Việt Nam. Thì xin Linh Mục có thể cho biết ngắn gọn là lý do vì sao khi Linh Mục quyết định rời bỏ Việt Nam và Linh Mục đã ra đi bằng phương tiện gì? Tôi quyết định rời khỏi Việt Nam là bởi vì đời sống không có được tự do sau năm 1975. Tự do về hội họp, tự do ngôn luận, tự do để mà dấn thân vào lĩnh vực tôn giáo như tôi hằng mong ước, là bởi vì tôi đi tu không thành ở với đối với lại thành tu sĩ của dòng Thánh Francisco khó khăn. Thì tôi ở ngay tại địa phương có một dòng tu tên là dòng Châu Thủy. Thì tôi có đến đó, tôi sinh sống và đi tu ở đó. Nhưng mà sau đó thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ở địa phương là không cho tôi nhập khẩu ở đó, và bắt tôi phải trở về lại cái gia đình tôi. Thành thực ra đó là một trong những lý do về việc tích cực tôn giáo. Cộng với ngay cái thời điểm năm 1978-79 thì bảo đất nước đã có hòa bình thì tại sao tuổi trẻ là phải đi lính
đi bộ đội chết ở bên Campuchia. Thì lúc đó tôi đang đi học thì thực ra tôi cũng không có bị động viên gì cả, nhưng mà tôi thấy những cái hình ảnh như vậy tôi quyết định là tôi phải đi tìm tự do. Đó là cái điều chính yếu mà tôi bỏ nước, tôi trốn chạy. Khi mà tôi đi vượt biên như vậy đó thì tôi đi vượt biên bằng phương tiện ghe thuyền. Đó là sau khi quyết định thì tôi đã nói cho mẹ tôi biết, rồi tôi đã thông báo cho em tôi. Rồi anh em, tại vì tôi là cái người chủ sướng cùng với cái người tàu chủ tàu, cho nên đó là những cái chuyện mọi chuyện đã được sắp xếp hết, thì chỉ thông báo cho gia đình thôi. Thì sau đó là thông báo cho gia đình thì tôi có một người anh và hai người em, cũng như là những người cậu rồi mợ đi vượt biên với tôi. Đi như vậy đó là lúc khởi động đó thì đã bàn với nhau là đi tổng số người đi là 42 người, nhưng mà cuối cùng lên đến 52 người, là bởi vì có một số các người thanh niên thanh nữ họ cứ gọi là canh me, có tàu đi vượt biên là họ nhảy ra để họ đi chung. Thì cái số người từ 42 thành 56 đó, trên 14 người là những người không có dự định. Nhưng mà khi họ buổi sáng nhìn ra thấy những khuôn mặt lạ thì thôi ở đến ghe rồi thì cùng đi chung với nhau. Và cái chuyến đi này đó là cái chuyến đi mà nó không có dính dáng gì đến vấn đề buôn bán và tiền bạc, có nghĩa là người có cái này kẻ có cái khác thì giúp cho nhau, rồi cùng bàn tính rồi đóng góp để đi vận đường chung với nhau. Thưa, chuyến đi ra sao, có biển êm gió lặng không, phải hết tối bao nhiêu ngày và linh mục đã đi đến bờ bến tự do nào? Vâng, thì chuyến đi của chúng tôi là một trong những cái chuyến đi phải nói là may mắn trong lịch sử của trong lịch sử vượt biên của người Việt Nam. Là chúng tôi khi mà từ cái ngày mà chúng tôi cái dự định đi vào bờ để mà đón người thì nó bị trắc trở, là bởi vì nó có những cái chuyện nó xảy ra ngoài ý muốn mà không bao giờ tôi nghĩ là nó sẽ xảy ra. Thế thì khi mà những cái chuyện nó xảy ra cũng may đó là có cái sự xoay sở tính toán nó cũng kịp thời, và thành thì cũng đã khắc phục được những cái khó khăn đó. Và ngay tại cái địa điểm chúng tôi vượt biên đó là cũng là tại nơi đó, cách đó khoảng chừng một tuần lễ là đã có một chuyến đi vượt biên không thành, và một người phụ nữ đang mang thai bị công an bắn chết tại cái nơi chúng tôi đi vượt biên. Đã. Thì cũng may mắn là chúng tôi đã được thoát lần này. Tại sao thì chúng tôi tin là có ơn trên phù hộ. Có nhiều người bảo thế thì như vậy là tại sao ơn trên phù hộ cho quý vị mà không hỗ trợ cho những người khác, thì đó là cái điều chúng tôi cũng không biết cách trả lời. Tuy nhiên đó là thay vì vào buổi tối 11 giờ ghe vào bờ để đón chúng tôi đó thì cho những cái trắc trở, thành thử phải đến 1-2 giờ sáng ngày hôm sau ghe nó mới vào trong bờ để đón chúng tôi. Thì khi đi chạy từ đó xong đó, chúng tôi chạy ra đó, không để sót bất cứ bờ ai cả, tất cả đều lên ghe hết. Thì tôi nhớ không nhầm nữa là lúc tại mình thì có 42 người thôi, mà chiếc ghe chiều dài khoảng chừng 7,5 m, chúng ta có 2,5 m thôi, 42 người là đủ rồi. Nên nó bây giờ là tới 52 người như vậy. Tôi nói là 14 chứ thực ra có 10 người ha, mình thêm 10 người. Thì tôi thấy đó là từ cái ghe mà đến cái mực nước nó chỉ có khoảng như này thôi là rất là nặng ha. Dù vậy thì chúng tôi cũng đi thì ghe chạy ra cái đêm tàu vào thì trời động, nhưng mà buổi sáng chạy ra thì trời êm. Nhưng mà qua ngày hôm sau là bắt đầu gió bão đến. Hồi nãy tôi có nói là cái chuyến đi vượt biên của tôi là rất là một trong những chuyến đi may mắn, là bởi vì cái thời gian trên ghe chỉ có 36-37 tiếng đồng hồ thì được tàu nó vớt. Nhưng mà
tôi đó là một cái đó là một cái trước khi bị trượt vớt thì tôi thấy đó là một cái kinh nghiệm hãi hùng trong cuộc đời của tôi, là bởi vì cái đêm hôm trước đó, là tôi cũng là cái người đi làm nghề biển một thời gian là gần 2 năm trời, thì đây là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy là cuộc sống của mình nó quá mong manh, là bởi vì đêm đó bão đó thì khi mà sóng lớn nó vào thì nó đưa cả chiếc tàu lên trên cái đỉnh của cái sóng, rồi khi mà sóng nó xuống thì nó đưa cả chiếc canh đi xuống ở dưới cả cái lòng sâu thẳm ở dưới nước và chung quanh cái toàn là nước, và đó là cái hải hùng mà tôi cảm nhận được khi tôi ở trên chiếc ghe. Và lúc đó là cái lúc mà không còn một cái chỗ nào để bám víu ngoài trừ bám víu vào Thượng Đế, bám víu vào Thiên Chúa, là chỉ biết cầu nguyện và cầu xin thôi. Và tôi nói với tôi là lần này mà không thành mà phải về đó, còn sống mà về đó, thì tôi sẽ không bao giờ đi vượt biên nữa, tại vì nó quá hải hùng, nó quá hải hùng. Nhưng mà trời thương thì sau thời gian gần 37 tiếng đồng hồ thì chúng tôi qua ngày hôm sau buổi chiều gặp được nhiều chiếc tàu, ông bà hải quân quốc tế họ chạy ngang nhưng mà không ai vớt, thì có một chiếc tàu họ chạy ngang họ cũng bỏ đi, nhưng mà khi chúng tôi thấy chiếc tàu đó họ bỏ đi thì chúng tôi cũng quay tàu theo vừa được theo, nhưng mà chiếc ghe làm sao mà chạy được tàu, càng ngày thì cái khoảng cách càng xa càng nhỏ, nhưng mà tôi cảm thấy là chiếc tàu nó chạy phía trước là dường như nó chạy chậm lại, và có ai đó vứt gì xuống ở dưới mở cửa và vứt gì xuống dưới biển, thì chúng tôi có đó hy vọng là người ta cho mình đồ à, thì chiếc ghe đó mình tiếp tục theo chiếc tàu, thì chiếc tàu bỗng nhiên dừng lại và nó quay đầu lại thì quay một vòng như thế thì nó chạy chắn sóng, và sau đó là họ bỏ hàng xuống, rồi thế thì thủ trên tàu nhảy xuống chiếc ghe, thì lúc đó chúng tôi thấy rồi chúng ta được cứu. Thành thử cái chuyến đi đó là cái chuyến đi đối với cá nhân tôi là rất là hãi hùng. Ở trên tàu cũng có rất là nhiều em và những người phụ nữ đã vì say sóng thành thử là không ăn uống được gì, thành thử ra cũng đã mới có 36-37 tiếng thì tôi thấy là cũng đã tệ lắm rồi. Nhưng mà cũng may mắn là được tàu Na Uy cứu. Và sau khi cứu thì ở trên tàu từ cái nơi được cứu cho đến chạy đi đó thì đến cái địa điểm mà chúng tôi đến là ở Nhật. Tôi nhớ là đi đến vào cái cảng của thành phố Hiroshima. Và sau đó đó thì chúng tôi lên bờ và nghỉ ngơi ở một cái giáo xứ Công giáo một đêm, và ngày hôm sau đó thì chúng tôi được lên xe buýt và chở về Tokyo. Và cuối cùng đó là chúng tôi đến trại tị nạn Misono ở thành phố Kanagawa, Ken, và tôi ở đó cho đến tháng 4 năm 1982. Có nghĩa là tôi đến trại tị nạn từ khoảng ngày 10 tháng 8 năm 1979. Và đến tháng 4 năm 1982 thì tôi rời Nhật Bản để tôi đi đến Úc để định cư. Lý do sao linh mục không ở lại Nhật Bản mà lại đi Úc ạ? Thực ra đó, khi đến Nhật Bản đó, thì cả gia đình tôi lúc đó đều đăng ký đi Na Uy, tại vì tàu Na Uy vớt. Và cái thời gian năm 1979 đó, thì chính phủ Nhật họ không có chưa có cái chính sách để mà đón nhận người tị nạn, và cái đời sống ở Nhật thời đó cũng khó khăn, cho nên là họ vừa không có hoan nghênh mình ở, đời sống nó cũng khó khăn, và song song đó là ở có một cái quốc gia khác họ sẵn sàng đón nhận là Na Uy, thì lúc đó tôi đã đăng ký Na Uy với gia đình. Nhưng mà sau khoảng 3 tháng ở trong trại tị nạn đó thì tôi đã được một linh mục dòng thánh Columban người Ái Nhĩ Lan, là linh mục Callahan, ông đã đến thăm trại tị nạn cùng với những người sinh viên Nhật Bản,
rồi các sơ thì không biết ai nói với lại địa cha là hồi trước tôi cũng muốn đi tu đó thì ông gặp riêng tôi ông hỏi là hồi trước tôi nghe nói anh đi tu anh có thể kể cho tôi nghe anh đi tu ở đâu và bây giờ anh có muốn tiếp tục đi con đường đi tu không. Tôi có kể cho ông nghe xong thì tôi bảo là tôi cũng không nghĩ gì về đi tu nữa là bởi vì cái tư tưởng về về đi tu đó tới giờ phút này thì nó chưa có đến trong tôi. Nhưng mà để tôi suy nghĩ cái này, tôi nói với ông như thế. Thì sau một khoảng thời gian suy nghĩ thì tôi có một người bạn cùng đi chung vượt biên. Thì tôi hỏi cái người bạn đó là sao? Có cha có nói, cha Kalaha có nói là hỏi là có muốn đi tu được không? Thì ông thì thầy giúp thì bây giờ đó là cậu nghĩ sao? Thì cái người bạn của tôi suy nghĩ xong rồi bảo tại sao không? Thì khi người bạn nói như vậy thì bỗng nhiên có một người khác hồi trước cũng như tôi đi tu với mình một nơi thì bây giờ có người bạn đi thì nói vậy thì tôi cũng thử. Thì tiếp đó tôi nói là tôi thử, tôi đồng ý để đi tu đó. Thì khi mà tôi đồng ý như vậy đó thì tên danh sách của tôi đi Na Uy thì bị tách riêng ra, không còn đi Na Uy nữa mà ở lại Nhật để đi chọn một trong 3 quốc gia Mỹ, Ái Nhĩ Lan hoặc là Úc. Quốc gia nào mà nhận tôi trước thì tôi đi cùng với người bạn. Thì cuối cùng sau khi chờ gần 2 năm trời thì nước Úc là cái nước đầu tiên nhận tôi đi như ở Úc. Cho nên đó là tôi không ở Nhật là bởi vì không lúc thời gian đó là chưa có cái chính sách đón nhận người tị nạn và được có cơ hội gặp một linh mục trong truyền giáo Thánh Columban. Cho nên là tôi đã quyết định tôi đi tu. Thưa thầy, linh mục như vậy là gia đình của linh mục đi Na Uy và linh mục thì ở lại đi tu và đi Úc ạ? Dạ vâng. À, có câu hỏi cũng muốn để cho biết là người mà bạn quyết định đi tu với linh mục sau này có làm linh mục không và cũng ở đâu ạ? À, cái người bạn đó thì có đi qua Úc cũng đi tu với tôi, chung với tôi khoảng chừng 5 năm. Nhưng mà sau đó thì người bạn đã đi ra khỏi dòng và đi vào triều ở địa phận Sydney. Nhưng một thời gian thì anh cũng quyết định rời khỏi tu viện và đã lập gia đình và hiện đang sống ở tại Sydney. Thưa linh mục, thì đến Úc tu làm cha rồi vì sao lại đến lại nó? Nó là một bổ nhiệm. Tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Tôi đến Úc đó thì tôi đi học và được đi học. Rồi sau khi học xong đó thì nhà dòng có đưa cho tôi một cái danh sách để tôi chọn để đi làm thực tập ở nước ngoài. Ở trong danh sách đó gồm có Nhật, Đài Loan và một quốc gia nữa ở bên Trung Đông là Pakistan. Thì tôi suy nghĩ và cầu nguyện và tôi quyết định tôi chọn Á Châu và cũng cho tôi chọn là Nhật Bản tại vì từ trước tôi đã ở Nhật rồi. Thì tôi có gửi đơn đi đó thì nhà dòng họ xét đơn cuối cùng thì họ không cho tôi đi Nhật mà họ quyết định họ gửi tôi đến Đài Loan. Thành thực ra tại sao đến Đài Loan thì tôi cũng đối với tôi thì tôi nghĩ đối với người Công giáo thì tôi thấy đó là cái sự quan trọng của Thiên Chúa đó. Cho nên đó là đến Đài Loan là bởi vì Đài Loan là nơi tôi được gửi đến. Thế nhưng một người chữ viết Đài Loan nhưng tiếng Đài Loan khác lắm với tiếng Việt Nam rồi tiếng Úc thì học tiếng Anh, hồi đó Nhật thì tiếng Nhật. Cái việc học tiếng Tàu, tiếng Đài Loan nó có khó lắm không? Thế bao nhiêu lâu thì linh mục có thể dùng tiếng Đài Loan để mà nói chuyện cũng như là đọc sách ở Đài Loan? Tôi đó thì là người thích học hành. Và cách học của tôi đó thì nó cũng không giống ai. Thành thực ra là tôi đã có cái học riêng, thành thực ra
cũng khá thuận lợi trong cái việc học tiếng Hoa. Tôi học vừa học mà vừa hành mà vừa chơi với đó, thành thử ra là có không khó khăn trong cái việc học tiếng quan thoại, học tiếng Hoa. Cho nên đó là tôi đến Đài Loan để thực tập từ năm 1988 cho đến năm 1990. Rồi sau đó tôi đã trở lại Úc để đi học xong thần học. Rồi lấy cái master. Rồi sau đó thì chủ chức và sau đó là được gửi qua Đài Loan để làm việc lại. Thì qua Đài Loan là tiếp tục đi học thêm tiếng Hoa thêm 1.5 năm nữa, thì tổng cộng đi học khoảng 3 năm tiếng Hoa. Vậy tổng số năm mà Linh Mục ở Đài Loan cho tới hôm nay là bao nhiêu năm rồi? Đến tháng 8 năm nay là đến 30 năm. 30 năm, dạ, yeah. Vậy là Linh Mục rất quen rồi. Hỏi một câu hỏi ngắn nhỏ cũng là tò mò là Linh Mục hiện nói được bao nhiêu thứ tiếng? Nói thông thạo đó, để có thể nói hết những ý suy nghĩ của tôi, của mình đó, thì nói ngoài tiếng Việt ra thì còn nói được tiếng Anh và tiếng Quan Thoại. Rồi nói chơi chơi để mà chọc nhau mà cười giỡn thì nó được tiếng Phúc Kiến là tiếng Taiwanese. Rồi chào hỏi thông thường để nói chuyện sơ đó thì tiếng Nhật. Dạ, chính biết chừng đó dạ. Thì Linh Mục ở Đài Loan 30 năm đã, chắc chắn là Linh Mục đã có gọi là hiểu biết và sinh sống cũng như có những kinh nghiệm về đời sống ở tại Đài Loan, đặc biệt là đời sống của một người Việt Nam gốc tị nạn sống ở Đài Loan. Thì Linh Mục có thể cho biết là cái người Việt của mình đã sinh sống tại Đài Loan có đông lắm không và họ là những ai? Hiện nay đó thì con số những người Việt Nam đang sinh sống tại Đài Loan đó, nó có khoảng chừng 350.000 cho đến 400.000 người. Họ là các công nhân lao động đến Việt Nam, từ Việt Nam đến Đài Loan đi làm để kiếm tiền, có khoảng chừng 250.000 người. Con số còn lại đó là các cô dâu Việt Nam lấy chồng Đài Loan từ khoảng năm 1990-91 cho đến bây giờ. Đó là con số đó, tức là chưa kể là con cái của các cô dâu. Nếu mà tính cả con cái của các cô dâu ra, tổng số người Việt Nam ở Đài Loan tôi nghĩ khoảng nửa triệu người. Thưa Linh Mục, thì Linh Mục có thể cho biết một chút chi tiết về vấn đề những người làm lao động đây đó. Thì theo như là cái GDP của Đài Loan thì họ là khoảng trên mười mấy ngàn đô la, gần 20.000 đô la một năm. Bây giờ những người lao động từ Việt Nam đến mà làm việc cho họ đó thì cái lương của họ trung bình khoảng bao nhiêu một tháng? Hiện nay đó là ở Đài Loan họ có cái hệ thống gọi là lương căn bản. Lương căn bản đó là lương thấp nhất dành cho người đã đến ở Đài Loan và làm việc. Thì cái lương căn bản hiện nay đó là 22.000 đài tệ một tháng. 22.000 đài tệ đó mà chia ra tính theo đô la Mỹ bây giờ là khoảng chừng 30 đô la một tháng. Như vậy đó thì hiện nay cái số tiền của họ khoảng được 700 mấy, gần 800 đô la. Cho nên đó là cái nếu mà dùng cái số tiền đó mình nhân cho 12 tháng đó, đó thì cái GDP dành cho người Việt cho cái tiền từ tiền lương căn bản nó khoảng chừng chục ngàn hả? Yeah. Dạ, chục ngàn đô la. Nhưng mà đối với lại người Đài Loan á thì cái lương căn bản của họ nó cao hơn nhiều. Tại vì với cái số tiền đó thì không ai làm. Nó thành như đó thành nó là do tại sao mà ở Đài Loan á con số lao động nước ngoài ở Đài Loan càng ngày càng tăng là bởi vì những các công việc mà nó gọi là gồm có 3D là 3D đó. 3D đó có nghĩa là nguy hiểm là dangerous. Cái thứ hai đó là dirty là dơ giấy. Và cái thứ ba là difficult là khó khăn. Thì những công việc đó những công việc mà người Đài Loan họ sẽ không làm. Và thành thứ đó là phải đi nhập cảng
sức lao động của những người lao động đến từ bốn nước Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Indonesia. Thì với cái tiền lương căn bản như vậy đó, thì hỏi là cái người lao động ở Đài Loan họ có nhận được hết cái tiền đó không? Dạ thưa không. Họ cái tiền lương đó nó họ sẽ bị trừ vào cái tiền gọi là tiền bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm lao động, rồi tiền ăn ở, rồi tiền phí phục vụ môi giới cho công ty môi giới Đài Loan. Nếu mà tính tiền ăn tiền ở một tháng là 3.000 đài tệ, rồi tiền bảo hiểm sức khỏe khoảng chừng 700, rồi cộng với cái tiền phục vụ của môi giới mà cái này một chút nữa có cơ hội tôi sẽ trình bày là 1.800 cho năm đầu mỗi tháng, 1.700 cho năm thứ hai mỗi tháng và 1.500 cho năm thứ ba mỗi tháng. Thì nếu mà trừ hết như vậy đó thì cái người lao động còn có thể ở trong tay của mình mỗi tháng nó khoảng chừng được 14.000 đài tệ. Là bao nhiêu ngàn đô la? 14.000 đài tệ đó thì tính theo tôi chỉ có thể dùng nó để chia cho 30. Là chia 30 là chỉ thấy nó khoảng chừng có đâu tới 400 đô, 450 đô một tháng. Vâng, xin chào. Nói là một tháng như vậy trung bình sau khi trừ tất cả những cái phí thì một người công nhân Việt Nam làm việc ở Đài Loan có thể có bao nhiêu tiền dư để mà gửi về cho gia đình? Sau khi trừ những cái chi phí căn bản thì người lao động còn trong tay khoảng chừng 14.000 đến 15.000 đài tệ. Đó là chưa tính cái tiền họ chi phí, họ phải chi phí riêng đó nha. Không ăn uống gì cả là gửi về cho gia đình một tháng như vậy được 450. Nếu mà họ ăn uống như vậy thì khoảng tôi nghĩ khoảng chừng 300 đô. Chưa kể nếu mà ốm đau thì là chuyện riêng khác nữa. Đúng rồi. Nếu mà ốm đau đó thì phải đi bệnh viện. Ở Đài Loan đó thì cái tiền đi bệnh viện đó, một lần đi khám như vậy là cái tiền mình đăng ký là 150 đô, 150 tiền Đài Loan cộng với lại cái tiền thuốc thang tôi nghĩ cũng khoảng 400-500. Thì cộng lại nó khoảng chừng 400-500 thì cũng khoảng chừng nếu mà tính theo đô bị cũng hết 15 đô. Nó thành thử ra đó là cái tiền nếu mà dựa vào cái tiền lương căn bản mà không có làm thêm đó thì cái người lao động đó là sẽ phải cần khoảng 1.5 năm để mà kiếm đủ tiền để mà trả nợ cái tiền môi giới họ đã phải mượn để qua Đài Loan đi làm. Thưa Linh Mục, xin nói Linh Mục nói rõ vấn đề tiền môi giới như là tiền gì và người dân thường thì họ có tiền để mà trả không hay là làm thế nào có thể trả một số tiền lớn như thế khi để mà họ xin đi làm thì ở nước ngoài. Hiện nay đó ở Việt Nam đó một người lao động mà muốn đến Đài Loan hay là những quốc gia khác đi làm thì họ phải trả một cái số tiền là tiền môi giới. Tiền môi giới đó thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam họ quy định ở trong có một nghị định 95. Tôi nhớ không nhầm đó là một người lao động muốn đi nước ngoài làm việc thì phải đóng 4.500 Mỹ Kim cho người lao động. Là giấy tờ thôi nha. Đóng cho ai ạ? Đóng cho môi giới. Môi giới là ai? Môi giới đó là những người, là những công ty hoặc là quốc doanh hoặc là tư doanh được Bộ Lao động Thương binh Xã hội đồng ý cấp phép cho họ để họ mở công ty môi giới. Thì khi mà họ được phép mở đó, thì họ bắt đầu đi tìm kiếm người lao động. Và một người lao động muốn đến Đài Loan làm việc đó, thì họ phải trả cái số tiền hiện nay đó từ 5.800 Mỹ Kim cho đến 6.500 cho đến 7.000. Cái số tiền bây giờ là được tạm thời gọi là thấp đó. Những lúc trước nó có thể lên tới từ căn bản là 7.000 cho đến 8.000, có thể có những người phải trả 9.000 đô. Thực sự là họ bắt trả những cái số tiền đó cho cái dịch vụ gì để họ cung cấp cho người đi lao động, họ dịch vụ như vậy chỉ là một cái giấy phép của nhà nước cho phép và họ cũng tính tiền người dân lao động như vậy.
Ở trong cái nghị định 95 họ nó họ quy định rất là chi tiết về cái vấn đề đóng tiền. Thì đây là cái số tiền mà người lao động phải trả cho công ty môi giới để họ lo thủ tục giấy tờ, làm công ty, tìm công ty ở bên Đài Loan. Rồi sau đó những người lao rồi mua vé máy bay. Còn người lao động thì họ phải trả cái tiền làm hộ chiếu, rồi cái tiền chạy trọt, rồi cái tiền khám sức khỏe là người lao động phải lo. Còn bên môi giới là sau khi mà người lao động trả cái tiền như tôi nói nãy đó, thì họ phải làm bên phía môi giới phải lo thủ tục để cho những người lao động đó họ ra nước ngoài họ đi làm. Cho nên đó là tôi chưa thấy một quốc gia nào, một chính phủ nào có quy định văn bản thành giấy trắng mực đen mà nó mang cái tính chất bóc lột người lao động như là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Khi tôi đọc nghị định 95 thì tôi đặt vấn đề là cái số tiền mà người lao động đóng mà quy định đã được quy định trong văn bản này đó, thì số tiền này đưa cho ai, làm cái gì, và những cái việc họ làm đó nó có liên quan trực tiếp gì đối với người lao động, thì không có, chúng tôi hỏi và không có câu trả lời. Đặc biệt nữa là họ có guarantee đó, chứ họ bảo đảm là mình đi như vậy là mình có quyền đi làm ở bên ngoài bao nhiêu năm không, hay là nó chỉ là mình đi thôi, còn thí dụ nó hết việc cũng đuổi mình về, mình dám chịu với sao thưa nhân mục? Nguyên tắc là cái hợp đồng ký để đi là 3 năm. Trong hợp đồng đó thì có ghi rõ là tên công ty, tên chủ thuê ở Đài Loan, nhưng mà làm cái gì đó thì cái người lao động không biết cái gì cả. Thông thường những cái người lao động mà tôi gặp đó, khi mà họ gặp khó khăn họ đến văn phòng để nhờ giúp đỡ đó, thì tôi hỏi họ là có biết là khi qua Đài Loan làm cái gì không, thì đó là họ chỉ được nghe đó là đi qua làm cái công việc trong một hãng sản xuất linh kiện điện tử, hoặc là trong một nhà máy tiện, hay là đi làm ở công trường, hoặc là đi nghề biển. Thì tôi mới hỏi đó là nếu mà công ty này đó mà họ không có đủ cái điều kiện tạo để các bạn có thể tìm làm việc để mà kiếm ra tiền, thì các bạn đi không? Không đi. Thế thì như vậy đó, thì cái lý do gì mà các bạn đi qua bên Đài Loan làm việc trong công ty mà qua đây các bạn khó khăn? Nên thì nói là môi giới họ nói như thế. Họ chỉ nói qua bên này đó là một tháng như vậy là chúng tôi có thể làm được khoảng 90 tiếng, 100 tiếng làm thêm. Thành thực ra đó là với cái thời gian làm thêm như vậy mà tính ra tiền đó, thì chúng tôi có thể là thay vì trả 1,5 năm tiền môi giới chúng tôi mượn, thì bây giờ chúng tôi chỉ trả trong vòng 7-8 tháng thôi. Vì vậy cho nên chúng tôi đã quyết định đi đến Đài Loan để làm việc. Thành thực ra là cái số tiền họ đóng ở Việt Nam nó không có guarantee, nó không có bảo đảm cho cái công việc của họ khi họ đến Đài Loan để họ làm. Đó, thành thực ra là giống như đánh bài vậy, đánh cờ bạc vậy thôi. Họ chỉ biết như thế và họ hy vọng là họ sẽ kiếm được tiền. Chứ còn qua Đài Loan làm như thế nào thì họ không có biết. Thưa, có một cái chi tiết muốn hỏi thăm linh mục, nếu linh mục biết là tất nhiên người lao động thì cái vấn đề 4,000-5,000 đô la để mà đóng này nó là khoản tiền quá lớn đối với những người Việt Nam lao động nghèo khổ, họ lấy tiền ở đâu ra, mà nếu mà nói là ngân hàng cho vay thì ngân hàng đó tính lời như thế nào ra sao, thế linh mục có biết gì về chi tiết không? Về cái việc mà mượn tiền ở Việt Nam đó thì những người mà trong gia đình của họ mà có tiền thì họ có thể đi mượn tiền bạn gia đình trong gia đình. Còn nếu không đó, thì nếu mà họ muốn mượn tiền ở ngân hàng đó thì họ phải có cái thế chấp sổ đỏ.
của tài sản đất hoặc là nhà của họ. Cho nên là nếu mà mượn đâu khoảng chừng, tại vì cứ mỗi số đó như vậy họ quy định là cho được mượn bao lâu bao nhiêu thôi, thí dụ như cho được 2.500 hoặc 3.000 thôi, thì họ sẽ phải mượn thêm một cái tờ giấy nữa, họ phải đi mượn thêm một cái số đó nữa, hoặc là hai số đó hoặc là ba số đó. Thì với cái việc mà họ đóng thế chân bằng số đó như vậy đó, thì họ mới được mượn hoặc là mới được mượn số tiền nhiều như vậy. À, rồi thì có những người họ mượn tiền theo cái dạng như là lời cao, sắc loan, thì cái dạng đó là cái dạng mà họ sẽ phải đi chạy vậy rất là khốn khổ. Nếu vào ngân hàng đó thì họ đã có cái mức khoản cái khoản tiền lời sẵn rồi, tôi cũng không biết được là cái tiền lời đó bao nhiêu phần trăm, nhưng mà đại khái đó là phải thế chấp bằng sổ đỏ tài sản của gia đình. Thì chúng ta nó cũng có cái chuyện, những câu chuyện rất là khôi hài, đó là có những người bình thường mình mượn tiền làm ăn ở Việt Nam thì họ không có cho, nhưng mà biết là mình đi làm ở nước ngoài đó thì họ đến là cho mình tiền đó. Cho nên đó là không biết đây là cái chính sách hay là cái vì đi nước ngoài mượn tiền tiền lời cao, thành thực ra người ta cho có thể cho mượn tiền một cách dễ dàng hơn thì không có biết, nhưng mà biết rõ ràng đó là những cái người lao động đã bị biến thành công cụ của con nợ trước khi mà họ rời Việt Nam đến Đài Loan làm ra của cải. Và với cái số tiền mà họ đã phải mượn và phải đóng, cho nên là khi đến Đài Loan họ không có được cái sự chọn lựa công việc và họ bị hạn chế rất nhiều về cái quyền tự do con người, và luôn sống trong cái sự sợ hãi bị đuổi về là không có việc, là không có tiền để trả nợ. Cho nên đối với tôi đó, đây là một hiện tượng bóc lột sức lao động mà tôi thường hay nói với các cơ quan, hay là tôi nói với các tổ chức hoặc là cá nhân khi hỏi tôi về cái việc này, thì tôi nói đây là một hình thức bóc lột nô lệ lao động của thế kỷ thứ 21. Cho nên đó là với cái kinh nghiệm làm việc rất lâu ở Đài Loan trong môi trường giúp đỡ cho các công nhân lao động, mà đặc biệt là người lao động Việt Nam hiện nay là một trong những cái người lao động mà bị bóc lột nhiều nhất và có hệ thống nhất ở tại Việt Nam, thì cái định nghĩa về cái nô lệ lao động là human trafficking, buôn bán con người, cần phải được định nghĩa trở lại. Tại vì cái định nghĩa về bóc lột đó ở trong từ điển về vấn đề nô lệ lao động thì nó là dựa trên những cái sự kiện và cái biến cố nó xảy ra ở thế kỷ thứ 17, 18 cho đến 19, nhưng mà trong thế kỷ 21 thì tôi nghĩ đã thay đổi đối với tình trạng của những người lao động Việt Nam. Thưa Linh Ngục, muốn hỏi Linh Ngục về cái chi tiết này là ở bên Đài Loan là họ có cái số lương tối thiểu là 22.000 nhân dân tệ, là tối thiểu, và hơn hay là họ 22.000 tài tệ như là Linh Ngục nói, thì ở Đài Loan chẳng có ai người ta làm cái giá đó cả, mà người ta chỉ ấn định cho những cái loại nhân công như là đưa từ bốn nước nghèo này, hay là đó là cái mức tối thiểu và nó là tối thiểu nhưng người ta không làm thôi, hay là họ có hai hệ thống lương bổng ở bên này không? Họ chỉ có một hệ thống thôi. Là nó được quy định bằng pháp luật trong luật lao động. Tuy nhiên đó là người bản xứ họ không muốn làm với cái số mức lương đó, cho nên đó là để mà bù đắp vào cái sự thiếu hụt đó thì họ phải nhập cảng công nhân thôi. Họ nhập với cái giá rẻ mạt. Họ nhập với cái tiền lương căn bản.
Nhưng mà nếu trường hợp một người Đài Loan mà với cái tiền lương căn bản đó thì tôi nghĩ họ có được thể có đủ sống. Nhưng mà họ là không có bị trừ những cái khoản khác. Đó. Như là bảo hiểm lao động, bảo hiểm xã hội, tiền tiền ăn, tiền ở, rồi thì cái tiền phục vụ môi giới. À, hồi nãy tôi có nói là bên tiền phục vụ môi giới. Chiếm bao nhiêu phần trăm trong cái phí của họ vậy? Tiền phục vụ môi giới là chị là 22.000 tiền đài tệ và trừ cho chị đấy 1.800 chị chia cho tức là 1.800 thì trong 22.000 đấy thì 1.800 nha thì nó ra cái số phần trăm thôi, tôi không có làm được bài toán mà tính ở đây, cho nên đó là có cái số tiền đó nhưng mà lại là môi giới có phục vụ cho người lao động hay không, thì cái đó là cái điều đang cần nói là hầu như những người lao động tôi gặp họ bị trừ cái số tiền này một cách rất là tự động tự nhiên là tiền lương của họ mà họ không có được hưởng cái quyền được phục vụ, có nghĩa là gì, ngoài cái tiền mà môi giới mà họ phải trả ở Việt Nam ra thì chính phủ Đài Loan lại hợp thức hóa cái hình thức bóc lột là cho phép công ty môi giới Đài Loan ở Đài Loan là khấu trừ cái tiền hàng 1.800 một tháng từ cái tiền lương căn bản của người lao động. Đó. Đó cho nên đó là đây là một cái sự bất công khác nữa đối với người lao động và đặc biệt là người lao động đến từ Việt Nam. Và cho đến giờ phút này thì cái số tiền cái tiền môi giới mà đến Đài Loan cao nhất 8%. thì vẫn là cái người lao động người Việt Nam. Tức là cái tiền môi giới này nó tùy nước cái đến từ nước nào thì nó thay đổi. Hiện nay cái nước mà thấp nhất là Thái Lan cho đến Philippines. Thái Lan là bao nhiêu thưa? Thái Lan thì hiện đến giờ phút này này thì dường như là có 600 700 đô vậy. 600 tiền tệ Đô hay la đó, có nghĩa là tiền tệ khoảng chừng 14 15.000 tiền đại tệ thôi. là Họ mua vé máy bay thì họ đến Đài Loan thôi. là tổng số tiền Môi giới. môi giới là tất cả là 600 mấy đô la thôi. Họ mua vé máy bay rồi làm thủ tục rồi đến Đài Loan thôi. Trong khi của Người Việt Phi cũng Nam thế, trong khi đó Việt là Nam cái mình nhà có tới cầm mấy quyền ngàn đô cộng la, sản Việt Nam lại 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 như thế, bóc tức lột là cái gấp người lao cả động 10 lần, gần 10 lần. gấp cả khoảng 10 lần, 11 12 lần. Bây giờ Linh một bạn ấy nói là cái tiền cái phí tổn này nhưng mà họ có được hay không, giả dụ thấy có nói là cái bảo hiểm sức khỏe thì Linh một có biết những cái trường một vài trường hợp nào đó là họ có đóng tất cả những cái phí tổn này trong đó có vấn đề bảo hiểm sức khỏe vân vân nhưng mà khi mà họ ốm đau thì họ có được chăm sóc không? Đài Loan là một quốc gia ở Á Châu có hệ thống chăm sóc sức khỏe rất tốt, rất tốt. Bệnh viện, bác sĩ và y tá họ rất là tử tế. Và đó là cảm nhận và cá nhân tôi mà của những người lao động khi họ đến bệnh viện để được khám và chữa trị. Họ nói là sao mà cái đất nước sao mà nó tốt như thế này. Đi làm cái răng, đi rửa răng làm thì chỉ tốn có 10 đô thôi. Nhưng mà cái điều cần nói ở đây đó là cái người lao động đã phải trả một số tiền như vậy hàng tháng. Mà khi bệnh tật đó, họ điện thoại kêu môi giới đến để đưa họ đi khám thôi chứ họ chứ còn tiền tiền được khám chữa trị là của chính phủ Đài Loan đó, là cái tiền của tiền chuyển riêng thì môi giới nó bảo là nó không có đến, hoặc là hôm nay gọi bệnh tật như thế kêu này thì nó là đợi nó còn 2 ngày nữa đến, bây giờ nó không có giờ. Đó là cái điều tôi muốn nói là cái sự tắc trách trong việc bảo vệ cái quyền lợi của cái người lao động khi người ta bỏ tiền ra để họ trả cho một cái chi phí dịch vụ mà cái dịch vụ đó là không cung cấp cái dịch vụ cần thiết cho người lao động. Tự động mình đến có được không? Tự động mình đến được nhưng mà ngôn ngữ đâu mình có, rồi luật pháp đâu mình biết, rồi xe phương tiện giao thông làm sao mình đi, nhất là những người mới đến nữa.
mới đây thôi có một vài người bị bệnh, bị tai nạn lao động. Rồi khi mà tai nạn lao động xảy ra thì họ có đưa đến bệnh viện. Nhưng mà cái khi mà họ đã đến bệnh viện rồi đó, họ họ khám một chữa trị xong họ về rồi họ đi tái khám đó. Họ gọi cho môi giới nó nói, môi giới bảo là tự động mà đi đi. Thì công nhân nó nói chúng tôi trả tiền cho quý vị, tiền cái tiền gọi là tiền phục vụ, thì bây giờ cái tiền đó bây giờ là như thế nào? Thì nó muốn cho chúng tôi đưa đi thì phải trả tiền cho chúng tôi. Thưa linh mục, thì linh mục có thể nói cho một trong những trường hợp mà linh mục gặp về những cái người lao động này mà nó ám ảnh hoặc là nó làm cho linh mục nghĩa là phải nhớ nhiều hoặc là cảm thương nhất, cho một hai ví dụ nào đó mà linh mục mỗi lần nghĩ tới là linh mục nghĩ đến họ. Tôi thì đây có một hai trường hợp thì tôi xin được đưa đề nghị như thế này. Một trường hợp đó là một chị Việt Nam, chị đến từ Hải Phòng, chị đến Đài Loan chị làm việc, và công việc của chị đó đã không có được trả lương. Môi giới nó lại càng ác ở cái chỗ đó là cái tiền lương của người ta nó không có đưa cho người ta mà nó giữ đó. Có thành thử ra là gì, người ta không có cái phương tiện tài chính để giải quyết cho cái nhu cầu của gia đình. Vì vậy cho nên đó là họ đã phải bỏ ra bên ngoài để đi làm kiếm tiền trả nợ tiền môi giới ở Việt Nam. Thì khi tôi đến tôi thăm á, thì chị ở nhà riêng đó, thì chị tôi đến thăm á, thì cả cái bàn tay như vậy đã bị đứt từ bên này qua bên đây. Mà tại vì chị ra ngoài thành thực ra là chị không đến bệnh viện, không có dùng bảo hiểm để mà đi trang trải cái chi phí bệnh viện được. Thì tôi có giúp cho chị ấy, thì tôi có hỏi là tại sao có cái vết thương nặng như thế này. Thì chị kể cho tôi nghe đó là chị đang làm ở trong một công ty về máy móc, về cơ khí. Thì cái chị đang làm đó là chị làm cái dập mà, cái máy dập. Thì cứ bỏ vô thì đạp cái chân thì bé nó xuống, đã đạp xuống. Cứ thế nó cứ làm bình thường như vậy. Thì có một cái ngày đó buổi trưa chị đang còn làm như vậy thì chị nghe tiếng hú còi của xe cảnh sát. Thì khi mà chị nghe tiếng hú còi đó thì chị rất là lo sợ. Thì khi mà cái tiếng hú còi nó vừa chạy qua cái công xưởng một cái đó, là chị nhìn lại thì thấy tay của chị đứt rồi, không biết gì hết. Không biết, nghĩa là ngay cái lúc đó nghe tiếng còi đó là chị ấy vẫn tiếp tục cái động tác làm đi làm, nhưng mà thay vì đưa cái đồ vô đó thì chị hốt hoảng quá thì chị đưa cái tay vào và cái tay của chị bị đứt cắt ngang từ đây như thế này. Đó. Thì sau đó thì chị ấy được đưa vào bệnh viện và không có được bảo hiểm, mà thành thực ra là vô trong bệnh viện rồi thì nó chỉ bệnh viện nó chỉ tại vì không có bảo hiểm, thành thực ra là cũng không có hợp pháp, mà chị cũng không có ở lâu. Thành thực ra chị ở đó chỉ trong bệnh viện đâu có một hai hôm thôi, còn chị về rồi chúng đưa về. Khi mà chúng đưa về đó thì cánh tay, cái bàn tay của chị nó bị đập đầu. Thì khi tôi biết được cái đó, tôi đến thăm và chúng tôi giúp đỡ cho chị phương tiện để chị. Thì cái điều tôi muốn đưa cái thí dụ này ra đó là để mà nói đến cái hình ảnh của cái sự tâm lý của cái người đi làm mà họ vì cái sự bóc lột tiền lương ở trong cái tiền môi giới quá cao, rồi qua Đài Loan là làm mà không có lương. Thành thực ra là chị đã cái tai nạn nó xảy ra là chị vì chị bị hốt hoảng, mà tôi nghĩ rất là đây là cái trường hợp mà nó xảy ra cùng cho rất là nhiều người lao động ở Đài Loan bị tai nạn lao động. Hiện nay cái văn phòng của tôi
trong văn phòng tôi có khoảng hơn 10 người đang ở đó được nhờ văn phòng giúp đỡ, thì đều có liên quan đến cái vấn đề thương tật, là bởi vì họ làm ở trong những công xưởng mà không đủ tiêu chuẩn bảo vệ an toàn cho người lao động, nhưng mà họ không còn cách trả cho người lao động khác, họ phải làm, nếu không làm thì họ không có việc, mà không có việc thì họ không có tiền trả tiền người dưới, cho nên đó là gì, họ bị áp bức làm việc trong những cái hoàn cảnh như thế. Thành ra tôi mới nói là gì, cái định nghĩa của vấn đề nỗ lực lao động cần phải được định nghĩa trở lại trong cái môi trong cái những gì tôi thấy nó có liên quan đến công nhân lao động. Đó là điều thứ nhất. Trường hợp thứ hai mà nó để lại cho tôi những cái hình ảnh sâu đậm đó, là hình ảnh của một người phụ nữ mà tôi giúp. Đó là chị này đã bị một công ty môi giới mà có được cái sự bao che của nhân viên của văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam. Trong vòng 3 năm có hơn 100 phụ nữ Việt Nam bị cưỡng nhân. Thì liên quan đến trường hợp của chị mà tôi vừa mới nói đó, nó cũng là cái lý do tại sao tôi lập cái văn phòng trợ giúp công nhân của Việt Nam. Đó là khoảng tháng 4 năm 2004 thì tôi buổi chiều đó khoảng chừng 1-2 giờ chiều tôi nhận được một cuộc điện thoại của một người Đài Loan, người phụ nữ Đài Loan điện thoại cho tôi. Đó thì chị ấy nói là ở đây có một người phụ nữ không ăn, không chịu ăn, khóc thôi. Và chị ấy rất là yếu. Và chị ấy cho tôi số điện thoại và kêu tôi gọi cái số này. Thì tôi gọi cho anh. Thì tôi nghe điện thoại xong tôi đã cho phép tôi được nói chuyện với lại cái người phụ nữ đó. Thì khi tôi nói chuyện đó thì tôi chỉ nghe tiếng khóc thôi. Khóc nức như vậy, mà nó không thành tiếng. Thì tôi rất xúc động. Và tôi cũng đã thinh lặng khi tôi nghe chị ấy khóc như vậy. Và sau khi cái cơn xúc động của tôi nó lắng xuống thì tôi giúp cho chị ấy, để cho chị ấy có được cái sự bình tĩnh, tôi nói với chị ấy theo cách của tôi là hít thở chậm lại, rồi chị cũng đã lắng nghe, rồi tôi khi chị bình tĩnh tôi hỏi chị là chuyện gì xảy ra, thì chị ấy nói là con bị môi giới nó cưỡng dâm rất là nhiều lần, và sáng hôm nay nó đưa con ra sân bay để nó trả con về nước, nhưng mà tại sân bay con đã nói với cảnh sát là con bị cưỡng dâm, cảnh sát giữ con lại. Thì tôi mới hỏi là hiện nay đang ở đâu, thì chị ấy nói là đang ở trong một cái đồn cảnh sát. Thì tôi nói là đồn nào thì chị không biết cái gì cả. Thì tôi có nó đưa điện thoại cho tôi nói chuyện với cái người cho cái người phụ nữ đó, thì tôi có hỏi thì được biết là hiện nay chị ấy đang còn ở một cái đồn cảnh sát ở vùng phía Nam ở thành phố Cao Hùng. Thì tôi lập tức tôi liên lạc ngay với lại cái người chủ quản đó. Và sau khi mà tôi liên lạc với người chủ quản đó thì tôi lập tức tôi có một chuyến đi xuống như đó tôi thăm. Đến cái hình ảnh của cái người phụ nữ này khi tôi gặp đó, thì tôi phải nói là tôi nó không nằm trong cái sự tưởng tượng của tôi về con người. Mặt chị ấy xanh, ốm, hai con mắt sưng đấy. Thì tôi có hỏi chị là có ăn uống gì chưa? Chị nói là không ăn, không uống, không ăn uống, không có vàng, không có được, ngủ cũng không có được. Thì lúc đó tôi nói với lại bên phía cảnh sát là cái người này cần phải được giúp đỡ rất là tận tình, chứ còn không như thế này thì không được. Thì sau đó thì
cũng may mắn đó, là bên phía học cảnh sát họ cũng giúp đỡ. Thì chị ấy đến văn phòng rồi, và sau khi đến văn phòng thì tôi đã giúp đỡ, và tôi nói là đây là cái trường hợp mà tôi đã có nghe phong phanh đâu cả nửa năm nay rồi mà không ai nói cho tôi biết là cái gì xảy ra cho đến ngày hôm nay tôi gặp chị này. Và sau khi tôi gặp được chị này, chị đã cung cấp cho tôi một số điện thoại của bạn bè là nạn nhân của cái ông môi giới. Và cái ông môi giới này là có hai cha con, mà cái người môi giới này đã bị thương, bị tật hai cái chân, đi cái nạn như vậy mà trong gần 3 năm trời có thể cưỡng chung hơn 100 phụ nữ Việt Nam. Tức là người Đài Loan, người Việt Nam. Người Đài Loan. Hồi nãy tôi có nói một yếu tố, đó là có cái sự cộng tác của nhân viên của văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Loan. Là bởi vì sau khi cái sự việc đã xảy ra thì tôi lập tức tôi đi xin luật sư cho cái nhóm người bị hại này. Thì ngay lúc đó cũng là cái điều rất là may mắn là ở Đài Loan vừa thành lập xong quỹ hỗ trợ pháp lý. Thì tôi đến tôi gặp tôi xin, thì người ta không những cho một luật sư mà họ cho hai luật sư. Và lập tức người trưởng phòng của cái quỹ hỗ trợ pháp lý tại thành phố Đài Bắc là luật sư Lâm Dũng Tôn cùng với hai luật sư khác đã cùng đi với tôi đi xuống thành phố Đài Nam. Thưa Linh, Mục muốn hỏi thăm Thưa Linh, Mục muốn hỏi thăm cái trường hợp của cái cô mà đã liên lạc với Linh Mục để đưa cái vấn đề này ra ánh sáng, thì cuối cùng cô được đến bao nhiêu? Cô được khoảng 15.000 đô. Nhưng mà cái khó là như thế này, đó là mình thì nỗ lực, chính phủ Đài là luật sư và bên phía văn phòng nỗ lực để mà đi tìm, mà rất là vất vả. Những cái án thường thì để cho tôi được nhân viên đi làm, nhưng mà cái án này là chính bản thân tôi phải đi. Là tôi họ tại vì cái điều căn bản để cho người lao động nhờ vả mình là họ tin tôi là linh mục, tôi là cái người điều hành văn phòng này, cho nên là họ tin. Anh thưa là nhưng mà những người chưa biết mình là họ tin, anh thưa là chính bản thân tôi phải đi xuống cái vùng ở dưới chỗ mà các chị em có một số người đã là còn hợp pháp, một số người là chịu không nổi phải bỏ trốn ra ngoài, mà có một số người cũng bị cái người môi giới này buôn bán bằng cách nào là họ đến, khi mà họ đến một cái người công, họ đến làm tại nhà của một cái người chủ, thì cái người chủ đó có những cái hành vi hay là những cái tạo cái khó khăn cho họ. Thì thay vì cái người môi giới này là giúp cho người ta, thì cái người môi giới này là khuyên người ta bỏ trốn, là cung cấp phương tiện để người ta bỏ trốn. Và khi bỏ trốn như vậy đó, thì là cái tiền họ đóng cọc ở Việt Nam đó, thì ai lấy? Là môi giới Việt Nam lấy, và cái đó có thể chia lại cho cái người môi giới này. Thế thì số chị em ở trong hợp đồng còn, một số chị em trốn ra ngoài, và một số chị em không biết họ ở đâu. Anh thì ra là tôi cứ phải đi xuống ở dưới cái vùng đó, rồi ở chỗ này chỗ khác để họ liên lạc, rồi đi gặp họ, hoặc là tạo cái cơ hội cho đến họ đến gặp tôi để nói chuyện. Nên là cho nên đó là mình thì mình làm như vậy, còn bên phía văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam, đại diện cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, họ làm cái gì họ cũng đi, nhưng mà thay vì họ giúp đỡ cho những người lao động đó để mà đứng ra đòi quyền lợi, thì họ là khuyên người ta là gì, thôi nhận ít tiền đi rồi đi về, đừng có làm lớn chuyện, không có được cái gì đâu. Thành thử đó là một số người đã vì như vậy, thành thử là không đoạt được cái quyền lợi của mình, mà còn ngược lại là còn bị đe dọa ở tại Việt Nam đó. Cho nên đó, họ đe dọa cái gì, tức là cho công an đến nhà rồi gây bao nhiêu cái phiền toái cho người ta, hăm dọa người ta. Thành thử đó là gì, mình làm mình là nỗ lực. Bên này chúng tôi họp báo, chúng tôi nói về cái vấn đề môi giới, thì ở bên kia là người ta chính phủ, cái đại diện của nhà nước Việt Nam bên kia cũng họp báo nói là cái ông bên này nó không phải như thế. Nó thành thì đó là gì, là cái vai trò của nhà nước Việt Nam liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt Nam đó,
ở Đài Loan người lao động hay dùng cái chữ là đem con bỏ chợ, và đó là điều rất là thực tế. Cho đến ngày hôm nay, cái văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam đại diện là ông Trần Duy Hải, những cái người lao động mà họ bị tai nạn lao động, bị đối xử bất công hay là bị bóc lột, đến văn phòng thì văn phòng được chính phủ Đài Loan cho phép để mà cho những người này tạm cư ở đó để được giúp đỡ. Thì ông ấy nói với những người lao động là gì, là anh chị phải rời khỏi cái chỗ này thì tôi không biết. Thành thực ra cái người lao động khi mà nghe nói như vậy thì hỏi ông là anh giúp như thế nào, thì đó là phải rời khỏi chỗ này thì tôi mới giúp, nhưng mà chúng tôi muốn biết anh giúp như thế nào chúng tôi mới quyết định được. Thì đại khái là nói một cái điều rất là chung và cũng cơ bản như vậy, để cho những anh chị em nào mà xem cái đoạn ghi hình này thấy được là cái việc bóc lột cái sức lao động của người Việt Nam nó có được cái sự hỗ trợ của cái nhà cộng đồng cộng sản Việt Nam, đảng cộng sản Việt Nam về cái việc này. Thành thực ra đó là cái công việc của chúng tôi cũng khá vất vả, khá gian truân trong cái việc bảo vệ quyền lợi cho người lao động Việt Nam. Thưa linh mục, chính phủ và các cái tổ chức xã hội dân sự có giúp đỡ những người này gì hay không? Chính phủ Đài Loan đó thì cá nhân tôi khi tôi làm việc với họ đó thì họ cũng có cố gắng và nỗ lực, tại vì Đài Loan là một quốc gia phát triển mà cứ dựa vào luật pháp mà làm thôi, thành thử ra anh làm sai thì chúng tôi đã đặt vấn đề với anh về lực phương diện luật pháp. Còn các xã hội dân sự đó thì văn phòng trợ giúp công nhân cô dâu Việt Nam là một thành viên trong liên minh giúp đỡ cho nạn nhân bảo vệ quyền lợi cho người lao động của các nước ở Đài Loan. Nó thành thử ra đó là đứng về phương diện trực tiếp để giúp đỡ thì có văn phòng, nhưng mà gián tiếp đó, là về chính sách đó, thì đó là cái sự nỗ lực của cả mười mấy tổ chức ở trong liên minh này. Nãy giờ Linh Mục có nói đến cái chữ gọi là cô dâu Đài Loan, thì Linh Mục có thể định nghĩa họ là những ai và cô dâu Đài Loan là cái gì? Cô dâu Đài Loan là những cô gái Việt Nam đến lấy chồng người Đài Loan và đến Đài Loan sinh sống. Đó là cái chữ chúng tôi gọi là cô dâu Đài Loan. Đáng lẽ là cho nó rõ nghĩa là cô dâu người Việt ở Đài Loan. Thế thì hiện nay ở Đài Loan có hơn 100.000 cô dâu Đài Loan. Họ thông thường là đến từ những cái tỉnh miền Nam, như thí dụ như Cần Thơ là nhiều, rồi Đồng Tháp, rồi Tây Ninh. Thông thường đó thì có một số, đa số cũng có quan hệ về dòng máu. Thí dụ như họ là những người từ Trung Quốc theo gia đình đến Việt Nam để định cư. Thì sau này họ được người Đài Loan môi giới Đài Loan hôn nhân, hoặc là gia đình của họ giới thiệu, rồi những người đó quen biết người Đài Loan thì đến Đài Loan làm việc, đấy là đã lấy chồng. Thì ở Đài Loan có rất nhiều người con trai mà không có vợ, cho đến giờ phút này thì phụ nữ Đài Loan, người Đài Loan họ không có lấy chồng, hoặc là họ rất là lấy chồng rất là trẻ, thành thì họ có cái nhu cầu là sanh con đẻ cái, thành thì đó là họ đi tìm người phụ nữ. Thì Việt Nam là một địa điểm rất là được ưa chuộng, là con gái trẻ đẹp và biết phục tùng thôn quê mà. Thì họ đến Đài Loan, họ đến từ Đài Loan họ đến Việt Nam để họ tìm vợ. Thế thì khi mình nói là cô dâu thì mình nói đến để cưới hỏi, đó chỉ là thủ tục thôi, nhưng mà trên thực tế đó là cái sự buôn bán, là họ trả một cái số tiền cho môi giới và môi giới đi kiếm một cái cô, rồi có rồi đó thì họ đưa người Đài Loan về đó gặp gỡ trong một đêm thôi, rồi đồng ý là bắt đầu làm thủ tục rồi từ cưới rồi đưa đến Đài Loan. Hành từ đó nó không có được cái giá trị của một gia đình đúng nghĩa.
Vì vậy cho nên nó là trong quá khứ đã có những thông tin, những hình ảnh mà bị những người cô dâu Đài Loan, cô dâu Việt ở Đài Loan đã bị hành hạ. Là một trường hợp, có một trường hợp rất là thảm thương, đó là có một cô dâu Việt Nam lấy chồng Đài Loan, rồi cái người chồng đó là trước kia đã có một đời vợ, nhưng mà họ đã làm thủ tục ly dị, nhưng mà thực ra họ không có ly dị, thì cái người vợ cũ vẫn sống với lại cái người chồng, nhưng mà lấy thêm một cái người Đài Loan, người Việt Nam qua để làm phục vụ cho gia đình. Thì cái người này đã bị cái người vợ của cái người chồng hành hạ, đánh đập, bỏ đói, rồi sau đó vứt ra ngoài đường, bên đường. Và sau đó thì cô này được người ta giúp đỡ, thì đưa đến bệnh viện, rồi sau đó cái chuyện này nó mới bùng lớn lên. Cho nên đó là cái vấn đề mà lấy vợ người Việt Nam qua Đài Loan lấy con gái Việt Nam qua Đài Loan để làm cô dâu đó, thì nó cũng có những cái trường hợp như là lợi dụng cái điều đó để mà lấy một cái người vợ về để mà phục vụ cho đời sống sinh lý của cái người đàn ông, rồi đẻ sinh con đẻ cái để mà nối dõi tông đường, hoặc là rồi sau đó là ở nhà để mà chăm sóc cho người mẹ già hay cha mẹ già của người chồng, thay vì phải đi mướn người để làm chuyện đó, thì giờ lấy một cái người cả một số tiền để làm hết tất cả từ A đến Z trong gia đình. Cái số người mà không có được hạnh phúc mà trở thành vấn đề đó, cái tỷ lệ nó lớn không, nên một có con số đó không? Về con số đó thì tôi không thấy tôi chưa thấy con số thống kê đó, nhưng mà qua kinh nghiệm làm việc của tôi đó và những gì tôi thấy được đó, thì tôi thấy con số thực sự hạnh phúc đó, thì rất là ít. Và khi trong những cái dịp mà được nói chuyện với chị em đó, thì có một lần tôi tham dự một cái cuộc nói chuyện của một người khá nổi tiếng ở hải ngoại về Đài Loan để đi làm một số những phóng sự đó. Thì có một lần người ta hỏi đó là ở đây có bao nhiêu người hạnh phúc, thì những cái cô vô đó hỏi là đoán thì xem là bao nhiêu người, cái đó chắc phải là một nửa là gì còn vậy. Và con số đó là cái số phần trăm nó giảm cho đến chỉ còn 5%. Thì tôi thấy đó là cái điều đó nó cũng khá đúng ha, là bởi vì khi tôi gặp các chị em tôi hỏi thì các chị em cũng nói như thế đó. Tại sao cái số phần trăm nó ít như vậy, đó là bởi vì thực sự mà có cái giai đoạn tìm hiểu rồi yêu thương rồi kết hôn đó, thì đối với cô dâu Việt Nam rất là hiếm. Nó chỉ xảy ra trong những trường hợp là những cô con gái người Việt Nam đến Đài Loan đi làm, rồi trong khoảng thời gian đi làm quen biết người Đài Loan và sau đó quyết định kết hôn, thì hầu như là những trường hợp như vậy mới có hạnh phúc. Còn ngoài ra mà quen biết rồi giới thiệu một thời gian ngắn rồi đi đến kết hôn đó, thì cái đó nó không phải là kết hôn mà vấn đề là trả tiền. Và có một lần tôi đi xe taxi, tôi hỏi cái người lái taxi, thì người lái taxi tôi cũng có con tôi mới lấy vợ. Tôi nói thế thì cái đời sống của nó như thế nào, thì ông ấy bảo là thực ra tôi nói chuyện lấy thì nó cũng giống như là cái vấn đề cưới hỏi, nhưng mà không, con tôi nó bỏ một cái số tiền ra nó mua vợ, mua chứ không phải lấy. Cái thành thực đó là cái quan niệm về chồng vợ chồng trong cái tương quan của cô dâu Việt Nam với người chồng Đài Loan đó, thì ở đây tôi nghĩ là nó cần xem lại, nó cần xem lại. Thành cái số phần trăm mà hạnh phúc đó, thì tôi nghĩ là cũng rất là giới hạn, và tôi nghĩ đây là cũng cái phần trách nhiệm của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Thì tôi đặt vấn đề đó, là có một vài lần tôi đặt vấn đề đó cho một số quan chức khi có cơ hội đó, thì họ nói là tự do mà, tự do họ có quyền được chọn lựa. Thì tôi nói là tôi không có phủ nhận cái sự tự do chọn lựa,
Nhưng mà tôi đặt vấn đề đó là cái hoàn cảnh mà con người ta không có một cái chọn lựa nào khác, thành thử là họ bị bắt buộc như vậy. Đối với Đài Loan, chúng tôi đặt vấn đề với chính phủ Đài Loan là bởi vì có môi giới hôn nhân, thành thử nó mới tạo ra như thế này. Chính phủ Đài Loan rất là hợp tác với chúng tôi là họ bị bỏ cái chuyện này. Rồi họ có những cái chính sách, những cái chương trình đã đưa ra để mà họ bảo vệ cho quyền lợi của cái người của các cái cô dâu. Họ chính phủ Đài Loan thì họ rất là tích cực, nhưng mà đối với lại cái nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thì tôi thấy cái điều đó là cái tinh thần vô trách nhiệm của họ đối với con dân Việt Nam. Thưa linh mục, thì cái sự có mặt của linh mục ở đây cũng có liên quan đến vấn đề một cái thảm họa khác xảy ra cho những người Việt Nam, đó là cái thảm họa Formosa, gọi là thảm họa Formosa là bởi vì công ty Formosa đã đến Việt Nam để lập nhà máy và đã xả những chất độc hại vào biển, làm cá chết hôm nay là đúng 2 năm một ngày. Cái thảm họa nó xảy ra, và được biết là chính vì cái thảm họa đó mà những người ngư dân ở miền Trung mà đã đi làm cái nghề cá biển này cả hàng nhiều ngàn năm, họ theo cái nghề của cha ông mà bây giờ phải bỏ biển ra đi, và Đài Loan là một trong những nơi họ đến để mà làm lao động trong cái tình cảnh của những người lao động mà linh mục mới cho biết qua cái cuộc phỏng vấn này đó. Thì linh mục có gặp một số những người này không, thì cái hoàn cảnh họ ra sao và có cái điều gì đặc biệt về những người lao động này tại Đài Loan? Tôi nhớ đó là khi sau khi thảm trạng nó xảy ra ở Việt Nam vào ngày 6 tháng 4 năm 2016 đó, thì chúng tôi đã có cuộc họp báo tại Quốc hội Đài Loan. Nó đủ khoảng chừng, tôi nhớ không nhầm, đó là giữa tháng 5 năm 2016. Thì những người mà tham dự cuộc họp báo đó là các lao động nghề biển đến từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình. Họ đã trình bày trong cuộc họp báo đó là bởi vì thảm họa môi trường Formosa gây ô nhiễm nước biển, cá chết, thành thử ra là họ đã phải rời bỏ quê hương, rời bỏ gia đình để mượn tiền để đến Đài Loan làm việc, làm nghề biển. Nhưng mà khi đến Đài Loan làm việc, làm nghề biển đó, thì họ lại tiếp tục bị bóc lột, bị đối xử bất công, thành thử họ mới đến văn phòng để giúp đỡ. Thì sau cái cuộc họp báo đó thì chúng tôi đã đi biểu tình ở tại bản tranh của công ty Formosa và đã tổ chức khá nhiều những cuộc họp báo tại Quốc hội Đài Loan cũng như là chất vấn tại Quốc hội Đài Loan với công ty sắt thép Đài Loan, tại vì họ có 25% cổ phần ở trong công ty Formosa gang thép Hà Tĩnh. Thì sau cuộc họp báo đó thì người Việt Nam làm nghề đánh cá vì thất nghiệp do công ty Formosa tạo ra thì họ lại tiếp tục đến Đài Loan, và sau đó là một số các em làm nghề đánh cá cũng được văn phòng giúp đỡ. Thì cái điều mà nó ảnh hưởng đến tôi và làm tôi suy nghĩ rất nhiều đó là những cái việc nó có liên quan đến sức khỏe của các em. Đó là một số các em đó, thì cái nước da nó rất là mụn, nó tái. Và tôi có hỏi đó là tình trạng của các em nó như thế nào, thì các em nói là hiện nay bị chóng mặt, bị hay quên, thường xuyên bị nhức đầu khi tập trung để suy nghĩ. Và đời sống tâm lý nó không ổn định. Thế thì tôi có đọc một số các tài liệu liên quan đến cái ảnh hưởng của con người trước về vấn đề hóa học đó, thì tôi thấy đó là có lẽ là tôi có hỏi là họ sống ở gần vùng áng, gần công ty Formosa, thì hỏi là trong cái thời gian mà trước khi mà thảm trạng nó xảy ra đó, thì họ có
họ có ăn ăn cá nhiều không? Họ nói họ không có biết là họ bị cá bị nhiễm độc thần cứ ăn thôi. À, thành thử nói là họ nói là có thể họ đã bị các em đã bị. Chúng tôi rất là muốn đưa các em đi khám thử báo ở Đài Loan nhưng mà bởi vì các em không có chưa có mới đến thành thử chưa có cái chưa có bảo hiểm sức khỏe thành thử là chưa có làm được cái điều đó. Tuy nhiên là cái làm đánh động tôi là cái sức khỏe của các em và tôi nghĩ đó cái đó là cái tình hình chung của người lao động về nghề cá hoặc là sử dụng cá tại vùng 3-4 tỉnh ở miền Trung Việt Nam, đó là rất sẽ để lại một cái hậu quả rất tai hại liên quan đến tật sức khỏe của các của họ trong thời gian sắp đến. Tôi nghĩ là bởi vì khi mà công ty Formosa xả thải đó, thì những cái chất kim loại nặng đó, nó sẽ đọng xuống cái đáy biển, những cái loại hóa chất như là arsenic hay là phonic đó, thì nó trực tiếp ảnh hưởng đến cá và làm cá chết cái lúc đó. Nhưng mà cái tai hại hơn nữa đó là kim loại nặng nó chìm sâu dưới đáy biển, nó làm thiệt hại về san hô và nó có ảnh hưởng lâu dài. Và tôi nghĩ đó là cái mà nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe của người dân ở 4 tỉnh miền Trung trong thời gian sắp tới. Thưa linh mục, thì nhà nước Việt Nam nói là họ giúp những người dân đó để đi tìm công ăn việc làm để thay thế cho những cái nghề ngư nghiệp mà họ có từ bao nhiêu đời, người dân có từ bao nhiêu đời. Có thực là như vậy không, hay là đây cũng lại là một cái cơ hội để họ cho những người dân này đi ra nước ngoài để họ thu cái tiền môi giới là chính và họ đem con bỏ chợ như mọi người? Thì nó gọi lại câu hỏi của tôi là Linh Mục có nghĩ là cái việc đó là cái việc thực sự giúp đỡ người dân đi kiếm việc làm để thay thế cái việc làm họ đã mất, hay là đây là cũng là một cái cách buôn bán làm ăn của họ để họ trục lợi mà thôi? Tôi cũng nghe như chị nói, chúng tôi có hỏi những người lao động làm nghề cá thì họ nói họ đâu được giúp đỡ cái gì đâu. Họ vẫn đi mượn tiền để họ đi trả tiền môi giới để họ có Đài Loan để họ đi làm cái gì đó. Cho nên là tôi nghĩ đó là một cái sự việc đã xảy ra, đó là cái cả một cái tiến trình bóc lột có hệ thống của nhà nước Cộng sản Việt Nam đối với những cái người nạn nhân của thảm trạng môi trường biển Formosa Hà Tĩnh. Thưa Linh Mục, thì Linh Mục có thể cho biết những cái điều gì về cái thảm trạng, thứ nhất là người lao động, thứ hai là vấn đề cô dâu Đài Loan ở bên đó, mà nãy giờ trong suốt cuộc nói chuyện mà chúng tôi không hỏi tới có điều gì mà Linh Mục muốn nói đặc biệt về những cái điều đó? Làm sao để chấm dứt cái thảm trạng này đó thì tôi nghĩ đó là một cái câu hỏi mà nó mang cá nhân tôi nghĩ là nó chỉ có thể được trả lời khi mà cái nguyên nhân nó tạo ra cái sự bất công này nó phải hoặc là có cơ hội để mà thách thức để rồi phải sửa đổi, hoặc là nó phải bị thay đổi. Thì với cái hệ thống chính trị hiện nay ở Việt Nam thì để có cơ hội thách thức trực tiếp và nó có một cái diễn đàn có sự tranh luận công bằng nhưng mà tìm ra được cái nguyên nhân của cái vấn đề thì tôi nghĩ là với cái thể chế hiện nay ở Việt Nam nó không thể làm được. Họ có tôi như là kẻ thù hay là kẻ địch thì làm sao tôi có cơ hội tôi trình bày mà có thể lắng nghe được. Cho nên tôi nghĩ đó là cái việc mà giải quyết vấn đề này nó có liên quan đến cái tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Và tôi nghĩ đó là khi đất nước có thay đổi thì cái hệ thống chính trị đó, độc tài đó, nó sẽ bị kiểm thoát sạch khi mà nó bị kiểm soát bởi luật pháp đó. Nó bị chế tài đó, thì lúc đó nó mới bị bắt buộc phải trả lời một cách nghiêm túc. Còn mà họ không có cơ hội để mà khi mà họ không muốn làm cái chuyện đó thì tất nhiên họ phải bị thay thế.
thì lúc đó cái vấn đề mà bóc lột sức lao động của người Việt Nam qua cái hình thức rất là mỹ từ đó là xuất khẩu lao động, nhưng mà thực sự là đó là một cái hình thức bóc lột buôn bán con người trong thời đại thế kỷ thứ 21. Thưa Linh Mục, thì câu hỏi là những người dân trong và ngoài nước cần phải làm gì để cải thiện vấn đề này? Tôi nghĩ đó là với tình hình cần với cái nhu cầu về đời sống thì con người ta cái nơi nào mà có điều kiện đó, thì họ đều họ sẽ tìm cách để họ đi đến những cái nơi đó để họ giải quyết cái nhu cầu. Thành thử ra đó là cái tình trạng mà đi kiếm công việc làm nó sẽ tiếp tục xảy ra như thế. Làm sao để thay đổi đó thì tôi có nói với chính phủ Đài Loan là nếu mà một quốc gia mà họ không có quan tâm đến cái đời sống, cái điều kiện hoạt động, cái điều kiện sinh sống cũng như là cái nơi làm việc thì và cái nơi mà họ những người lao động đến là cái quốc gia của quý vị thì tôi đề nghị quý vị là ngưng đừng có nhận nhỏ nữa. Nếu mà cái tình hình không thay đổi, nếu những tiền môi giới Việt Nam không thay đổi, không có một quốc gia nào vô trách nhiệm đến mức độ là trả cái tiền môi giới người ta bắt phải học tiếng Hoa, học luật pháp, học cái ngôn học, học cái truyền học cái học một ít để biết về cái cách sống của người địa phương, văn hóa. Họ không những cái người này đóng có số tiền đi về nhà nghỉ chờ đến khi mà đi đến cái lúc mà đi lên sân bay tôi phải ký giấy thôi. Lúc đó người ta biết có những người ký xong mà tại sao tôi lại trước kia là hợp đồng cái này bây giờ tôi là hợp đồng cái khác, muốn ký không ký thì không đi được thôi, mà bảo là không đi được thì bây giờ còn cái chỗ nào khác thì phải ký phải đi. Thì đây là những cái bất đây là những cái hành xử mà rất là không tôn trọng người khác và nó vi phạm đến quyền con người, thì quý vị cần có cái quyết định là ngưng đừng có nhận họ nữa. Nhưng mà họ quý vị mà không nhận họ nữa thì nó là một cái áp lực đối với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Giống như là chính phủ Đài Loan không làm cái chuyện đó, còn người Việt Nam chúng ta ở nước ngoài làm được cái điều gì thì tôi nghĩ là phải đóng góp thật nhiều để cho cái tiến trình dân chủ hóa nó đến, và chỉ có như thế thôi thì nó mới thay đổi được cái việc bóc lột buôn bán con người trong thế kỷ thứ 20. Còn bản thân tôi là một linh mục thì tôi nghĩ là đối với giáo hội Công giáo Việt Nam thì các giám mục tại địa phận cần nỗ lực rất nhiều trong việc giáo dục, trong việc truyền thông để thông báo cho con cái của mình biết được quyền lợi, đâu nên đi, đâu chỗ nào thì nên đi, và đi thì học nên cần làm cái gì để bảo vệ quyền lợi cho mình. Mà đây là cái việc làm tôi nghĩ nó cũng không khó, nó trong tầm tay, thì tôi nghĩ đó là cần cái vấn đề bóc lột tiền môi giới là không đến giờ phút này là không dám đụng đến, là bởi vì đụng đến là đụng đến cái quyền lợi tiền bạc của giới trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành thì ít nhất là mình trang bị cho con cái của mình một số những kiến thức để cho người ta biết được cái quyền lợi của họ, để người ta bảo vệ quyền lợi cho họ. Tôi nghĩ là như vậy. Đối với tôi nó làm cái cách thức để mà giải quyết tạm thời cái khó khăn và cái sự bất công đối với người lao động. Vâng, xin chân thành cảm ơn Linh Mục đã bỏ thời giờ và chia sẻ những cái vấn đề mà phải nói là cũng cần phải quan tâm nhiều người trong nước hay là ngoài nước hay là cả thế giới. Xin một lần nữa chân thành cảm ơn Linh Mục rất nhiều. Cảm ơn chị đã cho tôi cơ hội để tìm bày và ghi lại để con cháu của chúng ta đời sau biết được chuyện gì đã xảy ra cho thế hệ cha anh, và cái việc làm đấy là những cái việc cần học hỏi cái kinh nghiệm là mình để rồi không có lập lại cái những cái gì đã xảy ra nó mang lại cái bất hạnh, cái nỗi đau cho dân tộc.